Hello everyone, welcome back to learn a new lesson, Unit 11, Our Greener World. In this lesson today is Skill 1. In this lesson, we only focus on two skills, reading skill and speaking skill. Các em ơi, chúng ta quay trở lại với Unit 11, Our Greener World. Và tiết học hôm nay chúng mình sẽ học Skill 1. Ở tiết này thì mình sẽ tập trung chủ yếu vào hai phần ngữ pháp thôi, phần reading and speaking. Rồi, một, the first skill, reading, an exercise one, read the tweet, RS, club the poster about the tip to become green. Hãy đọc cái bức tranh câu lạc bộ 3RS ở đây về cái những cái bí quyết để bạn có thể làm trở lên rất là xanh tươi hơn. Rồi, 3RF Club, câu lạc bộ Paris. Ở đây sẽ có một: if you follow the tip below, you will become greener. Nếu bạn theo dõi những cái bí kíp ở dưới đây thì bạn sẽ trở lên xanh hơn. The first one, talk to the teacher at school about putting cycling bin in every classroom. Hãy nói với các giáo viên ở trên lớp về cái sự tái chế thùng tái chế ở mỗi lớp. Hãy reuse your plastic bag. Hãy sử dụng lại túi nhựa của bạn. You a refillable pen and pencil. Và hãy sử dụng những cái mà cái chất mà đầy lại cái bút mà đã đầy này và bút chì sử dụng này. Rồi hãy làm đầy lại cái bút và bút chì. You reusable water a brought into instead of plastic one. Hãy sử dụng cái nguồn nước cái nước có thể những cái chai nước có thể sử dụng thay vì một cái chai nhựa. Rồi give a lot here close to the charity instead of throwing them away. Và hãy giữ những cái quần áo đồ quần áo từ năm ngoái để từ thiện thay vì là vứt chúng đi. 6. Swap your clothes with your friend or cousin. Và hãy vứt hãy cất gọn gàng cái quần áo cùng với người bạn hoặc là cái chị em họ hàng của bạn. Close your old wet table. Là hãy trồng cho mình riêng những cái cây xanh. Turn the tap up when you brush your tea or water the dish. Và hãy tắt cái vòi nước khi mà bạn đánh răng xong hoặc là rửa bát đĩa xong. Walk more, đi bộ nhiều hơn. And find the quickest way to reuse our item before throw them away. Và hãy tìm nhiều những cái cách sáng tạo để tái sử dụng những cái đồ cũ, những cái món đồ cũ, item, những cái món đồ cũ đấy các em. Món đồ cũ trước khi mà ném chúng đi. Rồi. The exercise 1. Find the rest of phrases in the text and analyze them. Hãy tìm những cái từ sau và những cái cụm từ trong bảng và gạch chân dưới chúng. Charity. Swap, recycling bin, reusable, and crisp. Okay. Từ thiện, reuse, có thể sử dụng lại. Recycling bin, cái thùng tái chế. Crisp, là cái sự sáng tạo. Exercise 2. Match the words with their meaning. Hãy nối những từ cùng với ý nghĩa của chúng. Chris là give something to the person and receive something from him or her. Charity, swap and reuse and recycling bin can be used again. Có thể sử dụng lại. Containing for things that can be cycled. Những cái thùng cho những cái thứ cái mà có thể tái chế, đúng không nhỉ? Tái chế. Give everything to people in need. Hãy cho mọi thứ tới mọi người, cái người mà đang cần. Unique and interesting. Riêng biệt và thú vị. Ở đây mình sẽ nối.
Ok, sự sáng tạo là riêng biệt và thú vị. Ở tiếp, charity, cho mọi người cái mà họ cần. Swap, trao đổi đồ, cho thứ một người và nhận thứ từ người ấy, từ anh hoặc chị ấy. Reusable, đây là sự trao đổi, thì là sẽ là can be used again, có thể sử dụng lại. Tiếp, recycling bin, thùng tái chế, chứ là một cái thùng container for things that can be recycled. Rồi, next one, the three exercise, answer the question one. What will you try to do but in every classroom? Câu hỏi thứ nhất là bạn sẽ cố gắng để đặt mọi thứ vào trong lớp. Cô sẽ trả lời cho chúng mình và tớ. Câu trả lời thứ nhất sẽ là một. Recycling bin, thùng tái chế. Rồi. Câu hỏi thứ hai. What can you do with the old clothes? Bạn có thể làm gì cùng với quần áo cũ của bạn? Mình có thể là cho chúng để từ thiện. Hoặc trao đổi chúng cùng với những người bạn của bạn và cousin, các anh chị em họ hàng. Câu 3. Cái loại. Rồi. Câu 3. Cái loại mà những cái bút và những cái bút chì là bạn nên sử dụng là refill này. Refill. Tiếp câu số 4, how can we save water? Chúng ta có thể là tiết kiệm cái nguồn nước của chúng ta như thế nào? Rồi, chúng mình có thể là sử dụng tiết kiệm nước bởi là tắt cái vòi nước khi mà mình đánh răng hoặc là mình rửa bát. Câu 5. Câu hỏi sẽ là nếu bạn mang một chai nước từ buổi dã ngoại thì là cái loại chai nước mà bạn sẽ mang. Ở đây thì mình sẽ sử dụng cái reusable water bottle. Mình có thể là sử dụng những cái chai nhựa có thể sử dụng được. Reusable water bottle. Rồi, water. Mình đọc là water. Bởi vì vần vần T này nằm giữa hai nguyên âm A và E. Thì mình sẽ đọc water. T sẽ biến thành the. Water, water. Nguyên âm thì mình sẽ có âm gọi tắt là các từ uể, oải. Rồi, ok. Chúng mình cùng chép cái câu hỏi này vào sách. The next part, speaking, work in group. Ở bài tập 4 thì mình yêu cầu là làm nhóm. Cô chỉ dịch cho chúng mình thôi.
Do you think you can follow the tip from the going green discuss with the group and partnership in areas from the easiest to the most difficult? Ở bài tập số 4, người ta yêu cầu là hãy bạn nghĩ như thế nào và những cái tip để hướng dẫn làm xanh và sử dụng những cái nhóm của bạn và sử dụng những cái câu để có thể là từ những cái dễ nhất trở thành những cái mà khó nhất. Rồi. Bài tập số 5, exercise fried the last tip tell you to fry crisp way to reuse item before throwing them away. And can you think of any crisp way to reuse? Ở bài tập số 5 thì người ta yêu cầu là cái bí kíp cuối cùng để nói những bạn để tìm cho những cái cách mà sáng tạo để sử dụng lại, tái sử dụng lại những cái đồ vật trước khi mà ném chúng đi. Và có thể là bạn sẽ nghĩ bất kể những cái cách khác nhau để tái sử dụng. Ở đây thì sẽ có như là old envelope, phong bì cũ này, used water bottle, chai nước đã từng sử dụng, e-book, những cái cuốn sách đã sử dụng. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video và cô chúc các bạn sẽ có một buổi học thật hiệu quả.